trong phần giải đáp đạo phật khoa học vật lý thiền tông việt nam hôm nay sẽ có bốn vị phật tử đặt câu hỏi với thiền gia soạn giả nguyễn nhân kiêm trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Sau đây là phần nội dung giải đáp các câu hỏi hôm nay. Vị thứ nhất Kính thưa bác Nguyễn Nhân, thiền gia, soạn giả, kiêm trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Cháu là Vũ Thị Hiếu, cư ngụ tại tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại 0967 865 369. Cháu xin gửi lời kính chúc tới bác cùng gia đình luôn có sức khỏe dồi dào ạ. À. Cháu có 26 câu hỏi, kính mong bác trả lời cho chúng cháu được rõ thông. Cháu xin cảm ơn bác thật nhiều ạ. À. Câu 1. Người chết thì trung ấm thân nào cũng từ từ xuất ra theo cơ thể, lạnh đến đâu thì xuất ra đến đó khi ra ngoài thân tứ đại thì do vị thần quản lý quyết định ý một trong khi trung ấm thân có công đức vô lượng thì vị thần quản lý giao cho ban nghi lễ tiễn về phật giới vậy thưa bác cho con hỏi ban nghi lễ này gồm có những ai ban nghi lễ tổ chức tiễn trung ấm thân đó về phật giới như thế nào ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời Ban nghi lễ này gồm có một Thần chủ trái đất và thần mẫu Có lập ra ban nghi lễ chính thức do loài thần làm trưởng ban 2. Thánh chủ trái đất và thánh mẫu Có lập ra ban phụ nghi lễ cho ban thần Được giữ chức phó ban hữu nghi lễ 3 tiên chủ trái đất và tiên mẫu có lập ra ban phụ nghi lễ cho ban thần được giữ chức phó ban tả nghi lễ ý 2. trong khi trung ấm thân có công đức trung bình thì vị thần quản lý giao cho ban dặn dò dạy đường trở về phật giới vậy thưa bác cho con hỏi ban dặn dò dạy trung ấm thân đó đường về phật giới gồm có những ai và dạy như trong bài Pháp Trần hay dạy như thế nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời Ban nghi lễ này dẫn dò đường về Phật giới Sẽ nhắc lại khi như Phật gia được truyền bí mật thiền tông vậy Ý ba Trung ấm thân có nghiệp Phước Đức Dương Thì giao cho ban thực thi nhân quả vãng sanh Vậy thưa bác cho con hỏi Ban thực thi nhân quả này gồm những ai và dùng phương tiện gì để thực thi nhân quả vãng sanh nạ Bác Nguyễn Nhân trả lời: Ban thực thi nhân quả chỉ do ban thần thực thi chứ không có các ban khác trợ giúp. Ý 4, Trung ấm thân có nghiệp ở gia tộc thì giao cho ban quản lý gia tộc. Vậy thưa bác cho con hỏi Ban quản lý gia tộc gồm có những ai? Ban quản lý gia tộc này tổ chức và hoạt động quản lý gia tộc như thế nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Ban quản lý họ tộc tự họ tộc sắp xếp. Ý năm, trùng ấm thân có nghiệp ác thì giao cho ban thực thi nhân quả nghiệp ác như nghiệp hoa báo làm loài súc sinh ở địa ngục ở hầm lửa lớn. Vậy thưa bác cho con hỏi, ban thực thi nhân quả nghiệp ác gồm những ai và dùng phương tiện gì để thực thi ạ? À? Kính xin bác trả lời cho con được rõ thông, con cảm ơn bác nhiều. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Mang này do vị thần chủ trái đất và thần mẫu tuyển chọn. Câu 2, thưa bác tất cả các phật tánh khi vào trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức đều được ban nghi lễ thần thánh tiên ở trái đất tổ chức tiếp đón có phải không ạ à? khi tiếp đón các tánh phật từ phật giới vào trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tạo công đức Bàn nghi lễ thần, thánh, tiên ở trái đất phải tổ chức như thế nào ạ? À? Cụ thể như địa điểm, thành phần, nghi thức, nội dung. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phần này nó dài lắm. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam được xuất bản ra, bác tặng cho một quyển, cháu sẽ biết hết. Câu 3 xin bác chỉ dạy cho cháu thật chi tiết các nội dung sau đây ạ à. ý một vị thần chủ trái đất dạy các tánh phật khi mang thân và tánh người tạo công đức phải làm sao bác nguyễn nhân trả lời phần này nó dài lắm khi nào quyển giáo lý đạo phật khoa học vật lý thiền tông việt nam được xuất bản ra phát tặng cho một quyển Cháu sẽ biết hết. Ý 2. Vị địa mẫu trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức bằng cách nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phần này nó dài lắm. Khi nào Nguyễn Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được xuất bản ra, bắt tặng cho một quyển, cháu sẽ biết hết. Ý 3. Vị thánh chủ trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức bằng phương pháp gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời Phần này nó dài lắm Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được xuất bản ra Bác tặng cho một quyển Cháu sẽ biết hết Ý 4 Vị thánh mẫu trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức như thế nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Phần này nói dài lắm. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học Phật lý Thiền tông Việt Nam được xuất bản ra, bác tặng cho một quyển, cháu sẽ biết hết. Ý năm, vị tiên chủ trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức làm sao tạo được? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Phần này nó dài lắm. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam được xuất bản ra, bác tặng cho một quyển, cháu sẽ biết hết. Ý 6: Vị tiên mẫu trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức như thế nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời: phần này nó dài lắm khi nào quyển giáo lý đạo phật khoa học vật lý thiền tông việt nam được xuất bản ra bắt tặng cho một quyển cháu sẽ biết hết câu 4 thưa bác ngọc hoàng là ai có liên quan gì với các đạo ở trái đất này không ạ à? nếu có liên quan thì liên quan như thế nào ạ à? bác nguyễn nhân trả lời ngọc hoàng cũng gọi là thượng đế hai đấng chí tôn hoặc đấng bề trên là vị rập ra đạo thiên chúa ở trái đất này được xem là căn bản nhất trong các đạo có hai đường đi rõ ràng một tu đúng quyển giáo lý được lên nước thiên đàng trên trời sống đời đời hai tu sai quyển giáo lý Bị xuống địa ngục sống. Câu 5 Thưa bác, Thượng Đế là ai? Có nhiệm vụ gì với các đạo ở trái đất này không ạ? À? Nếu có, nhiệm vụ của vị này là gì? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Thượng Đế cũng gọi là Ngọc Hoàng hay Đấng Chí Tôn hoặc Đấng Bề Trên là vi lập ra đạo Thiên Chúa ở trái đất này được xem là căn bản nhất trong các đạo có hai đường đi rõ ràng một tu đúng quyển giáo lý được lên nước thiên đàng trên trời sống đời đời hai tu sai quyển giáo lý bị xuống địa ngục sống câu sáu thưa bác đấng chí tôn là ai có nhiệm vụ gì ở trái đất này bác nguyễn nhân trả lời đấng chí tôn cũng gọi là thượng đế hay ngọc hoàng hoặc đấng bề trên là vị lập ra đạo thiên chúa ở trái đất này được xem là căn bản nhất trong các đạo có hai đường đi rõ ràng một tu đúng quyển giáo lý được lên nước tiên đàng trên trời sống đời đời hai tu sai quyển giáo lý bị xuống địa ngục sống Câu 7 Thưa bác, đấng bề trên là ai? Có nhiệm vụ gì ở trái đất này? Bác Nguyễn Nhân trả lời Đấng bề trên cũng gọi là Thượng Đế hay Ngọc Hoàng Hoặc là Đấng Chí Tôn Là vì lập ra Đạo Thiên Chúa ở trái đất này Được xem là căn bản nhất trong các đạo Có hai đường đi rõ ràng Một Tu đúng nguyện giáo lý được lên nước thiên đàng trên trời, sống đời đời. Hai, tu sai nguyện giáo lý bị xuống địa ngục sống. Câu 8: Thưa bác, xin chỉ dạy cho cháu biết thật chi tiết lịch trình đạo Phật được lập ra như thế nào ạ? À? Bác Nguyễn nhân trả lời. Phần này là phần tuyệt mật của Thiền tông. Cháu không thể biết được chỉ có ba trường hợp để cháu biết một lãnh đạo tối cao của các đạo hỏi bác sẽ trả lời phải có sự cho phép của chính quyền và có báo chí tham dự hai chính quyền phụ trách về tôn giáo hỏi bác sẽ trả lời có sự tham dự của báo chí ba nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông được phép xuất bản. Câu 9 thưa bác, ai xin phép cho đạo Phật được lập ra ở trái đất này? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phần này cũng dài dòng lắm. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông được xuất bản, bác tặng cho một quyển, cháu sẽ biết hết. Câu 10 Thưa bác, ai đảm bảo cho đạo Phật được dạy ở trái đất này? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phần này cũng dài dòng lắm. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông được xuất bản? Bác tặng cho một quyển, cháu sẽ biết hết. Câu 11. Thưa bác, vị nào cho phép đạo Phật được lập ra? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phần này cũng dài dòng lắm Khi nào quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông được xuất bản Bác tặng cho một quyển Cháu sẽ biết hết Câu 12 Thưa bác Tại sao các đạo lập ra Ở trái đất này rất dễ Duy nhất chỉ có đạo Phật lập ra là rất khó mà phải có rất nhiều vị đồng ý và giúp đỡ. Bác Nguyễn Nhân trả lời các đạo lập ra ở trái đất này rất dễ là vì các vị lập ra đạo là chủ ở trái đất này nên lập ra đạo rất dễ còn đạo phật lập ra rất khó là vì thái tử bồ tát thường hậu minh không phải là người ở trái đất này nên muốn lập ra đạo phật rất khó là vậy phải có rất nhiều vị đồng ý và giúp đỡ thì mới lập ra đạo phật được câu 13 Thưa bác, tại sao Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam Mười vị Phật ra đời chỉ có hai hay ba vị cho công bố ra được mà thôi Đó là những vị Phật nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời Trái đất này gọi là thế gian Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam là đạo nói ra sự thật và khoa học. Nên người thế gian chịu không nổi nên không cho công bố ra. Chỉ có vị Phật nào khéo lắm thì mới có thể lập ra đạo được mà thôi. Vì vậy, chỉ số có 2 hay 3 phần 10 là vậy. Câu 14: Thưa bác, người phá, chê, chửi, cướp, triệt tiêu pháp môn Thiền tông là bị siêu nhân quả phải vào sống trong hầm lửa lớn sau khi trả nhân quả xong không trở lại mang thân người được nữa mà phải vĩnh viễn mang kiếp vi trùng vì hết nhựa sống của con người do phải chịu sức nóng của hầm lửa lớn quá lâu vậy xin bác cho con hỏi có người khi tu thiền tông vì chưa đủ trí tuệ sáng suốt người đó quá nhiệt tình vô tình làm những người khác vi phạm vào siêu nhân quả ví dụ như khiến người thân chê chửi pháp môn thiền tông như vậy thì người tu thiền tông này sẽ ra sao có bị siêu nhân quả đó kéo theo không ạ à? bác nguyễn nhân trả lời vì pháp môn thiền tông cực kỳ nguy hiểm như vậy nên đức phật có viết ra quyển kinh chịu pháp liên hoa có dạy câu người chửi như lai tội con nặng bằng Kinh chê pháp môn thiền tông học này đức phật dạy mà mình không nghe mình lại Kinh chê chửi phá cướp pháp môn thiền tông học này bị siêu nhân quả thì phải chịu cho biết làm sao được đức phật có ân huệ là cho viết ra bài kinh sám hối nơi quyển quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng thiền tông. Còn chùa thiền tông Tân Diệu trước khi cho công bố pháp môn thiền tông học này đã viết ra 11 quyển sách nói về pháp môn thiền tông học này để nhiều người biết và có khuyên như sau. Người có kiến thức khoa học vật lý mới tu, người chấp ngã đường tu. Đức Phật đã tổ chức như vậy để khi pháp môn thiền tông học này được công bố ra. Nếu có ai lỡ kinh chê, chửi, cướp hay muốn triệt tiêu pháp môn thiền tông này, có ăn năn thì sám hối, không sám hối thì thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Vì đây là thế giới nhân quả mà. Câu 15 Thưa bác, khi mình thành trung ấm thân thì vị thần sẽ thực thi nhân quả theo số công đức phát sáng của mình hay theo tổng số công đức mà mình tạo được ạ à. vì số công đức mình tạo được lúc còn trẻ sẽ bị vị thần bôi đen để mình sống được ở thế giới này đến khi mình gần chết thì vị thần mới không bôi đen được nữa để mình có chút công đức sáng để mở mắt như vậy có thể có trường hợp một người tạo được rất nhiều công đức nhưng chỉ có một ít công đức sáng thôi vậy vị thần quản lý sẽ cho mình về phật giới theo số công đức sáng hay tổng số công đức của mình ạ à? bác nguyễn nhân trả lời căn bản như thế này hễ có công đức mà muốn về thì vị thần cho về người tu theo thiền tông đời này là đã có công đức trước rồi nên mới tu được quan trọng là mình có muốn trở về Phật giới hay không mà thôi câu 16 thưa bác người có công đức trung bình và ít nếu không phát ra được pháp trần thì khi di chuyển từ mặt đất lên 5 km mình phải thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thì sẽ qua được vùng kiểm soát của thập loại thánh an toàn. Vậy từ đây, mình đã nhìn thấy được hoa tiêu của Phật ở phía trên 10 km chưa ạ? À? Nếu chưa, thì trung ấm thân dựa vào đâu để đi đến được đúng nơi hoa tiêu của Phật đợi? Bác Nguyễn Nhân trả lời Căn bản là mình phải vượt qua 5 km của thập loại thánh ra khỏi 5 km là an toàn rồi thì hoa tiêu bắt đầu sáng ra đến 10 km cứ nhìn hoa tiêu mà ra tầng bình lưu của trái đất Đức Phật sẽ dẫn về Phật giới câu 17 thưa bác khi mình có công đức trung bình và ít nhưng phát ra được pháp trần thì ban nghi lễ sẽ dặn dò đường trở về Phật giới một cách tuyệt đối an toàn, thưa bác, đó là cách đi khác để không qua vùng kiểm soát của thập loại thánh, hay là lúc đó thập loại thánh sợ không dám đến gần mình để mình được tự do đi ạ. À? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Khi pháp trần phát ra có nghĩa là trung ấm thân của mình sáng giống như bóng đèn cháy sáng vậy. Không ai dám đụng vô bóng đèn, còn bóng đèn phóng cháy thì người ta mới nắm bóng đèn được. Trung ấm thân của mình cũng vậy. Câu 18: Thưa bác, khi một trong ba vị thần chủ trái đất, thánh chủ trái đất, tiên chủ trái đất được chọn để làm Phật oai âm dương thì sẽ bị khuyết một vị trí chủ trái đất. Lúc này Ban tạo thiên lại phải họp để chọn ra một vị thay thế chỗ khuyết đó, đúng không? Tiêu chuẩn để chọn là gì ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Khi một trong sáu vị được chọn làm Phật Quay Âm Dương, thì các vị dự lễ này sẽ chọn một vị trong các bang thần thánh tiên, vị nào có công đức nhiều nhất sẽ thay thế vào vị trí này. Câu 19. Thưa bác, vị Phật oai âm dương về Phật giới, ngay sau khi được ban tạo thiên chọn mà không phải trải qua mang thân và tánh người. Như vậy, lúc đó, loài người ở trái đất chưa có giáo pháp của Phật oai âm dương phải không ạ? À? Mà phải đợi 7.000 năm sau, vị Phật thứ hai ra đời mới có giáo pháp phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời Khi vị Phật quay âm dương được chọn Mười vị kim thân Phật dự lễ Đưa ngay về Phật giới Thành Phật liền Vị Phật quay âm dương này Có bổn phận theo dõi trái đất Nam Diêm Phù Đời này Qua hết thời kỳ đầu đá Qua hết thời kỳ đầu đồng Vị Phật thứ hai được lập đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đời này Câu 20. Thưa bác, nếu loài người ở trái đất này chế tạo được dĩa bay thì dĩa bay này có thể bay đến trái đất khác như đồng Thắng thần Châu, Bắc Cô Lôi Châu, vân vân được không? Hay dĩa bay này chỉ để đưa con người đến trái đất mới hình thành để thay thế cho trái đất này sắp bị tan rã? Vậy trái đất mới hình thành cách trái đất của chúng ta bao xa? để con người có thể chuyển sang trái đất mới được? Bác Nguyễn Nhân trả lời Con người chế tạo đĩa bay Chỉ bay trong bầu hoàng đạo một mà thôi Chỉ đến được các hành tinh vật tư Chứ không bay đến các hành tinh Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cô Lô Châu được Vì sao? Vì mỗi trái đất đều có sự sống như chúng ta Cách nhau trên một tỷ km thì con người và đĩa bay không có khả năng bay đến các hành tinh khác như trái đất. Câu 21 Thưa bác, người triệt phá pháp môn thiền tông sẽ phải làm kiếp vi trùng vĩnh viễn, nên khi trái đất bị phá hủy, những con vi trùng này cùng một số thực vật ở trên những mảnh vỡ còn sót lại sẽ được trời tứ thiên vương gom về trái đất mới hình thành để làm kiếp vi trùng suốt trái đất mới hình thành đó, rồi cứ như vậy là chuyển sang trái đất sau nữa phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Khi trái đất bị hóa quỷ, những con vi trùng biến thành là trung ấm thân của con vi trùng, rồi chuyển sang hành tinh mới tiếp tục làm kiếp vi trùng. Câu 22, thưa bác. Cháu nghe nói trái đất nơi chúng ta đang sống là không gian bốn chiều. Cháu chưa hiểu, xin bác giải thích và cho ví dụ để chúng cháu hiểu. Vậy Phật giới là không gian mấy chiều? Vì cháu hiểu là ở Phật giới không có thời gian, xin bác giải thích cho cháu ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Trái đất Nơi chúng ta đang sống là không gian bốn chiều, là không gian bốn mặt, mặt nào cũng thấy hết. Phật giới không giống như cấu tạo của trái đất. Phật giới là mặt phẳng, không cấu tạo vật lý âm dương nên không xoay tròn như trái đất. Câu 23: Con hiểu các đạo khác lập đạo ở trái đất này dễ, riêng đạo Phật khó là vì các đạo khác có nhân quả ngay trái đất này còn đạo phật là thoát ra ngoài nhân quả ra khỏi trái đất mà trái đất này là trái đất keo các thứ danh lợi tiền tài địa vị nó dính rất chặt làm người ta khó thoát ra được con hiểu như vậy có đúng không ạ à? xin bác giải thích cho chúng con vì sao đạo phật lập ra phải có nhiều vị đồng ý và giúp đỡ ạ. À? Những vị này là ai? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Các đạo thần, thánh tiên lập đạo ở trái đất này rất dễ. Là vì trái đất là của các vị này. Muốn lập ra đạo lúc nào cũng được. Còn riêng đạo Phật khó lập. Là vì Thái tử Bồ Tát thường hữu minh là vị ở cõi trời đâu xuất gọi là người ngoại quốc muốn lập ra đạo phật thì phải xin phép cả một hệ thống chứ không phải đơn giản rất nhiều cuộc họp và nhiều ý kiến đóng góp sau cùng mới thỏa thuận được thế mà khi đạo phật được lưu hành lại không đúng chút nào câu 24 thưa bác thiên thần có phải là thần thánh tiên trong ban nghi lễ không ạ à? ban nghi lễ này có phân ra thành ban nghi lễ trái đất ban nghi lễ quốc gia và ban nghi lễ vùng không ban này có những nhiệm vụ gì ạ à? bác nguyễn nhân trả lời thiên thần là những người con nhỏ của các vị thần thánh tiên ban nghi lễ gồm có ba thành phần thành phần một do người của thần chủ trái đất và thần mẫu chọn làm trưởng ban thành phần hai do người của thánh chủ trái đất và thánh mẫu chọn làm phó trưởng ban phụ trách bên phải thành phần ba do người của tiên chủ trái đất và tiên mẫu chọn làm phó trưởng ban phụ trách bên trái. Ban nghi lễ này phụ trách tất cả những buổi lễ mà thần thánh tiên tổ chức tổng cộng phải trên 20 buổi lễ. Mà buổi lễ quan trọng nhất là buổi lễ lập ra đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này. Câu 25 trong sách lớp 6 mới cải cách Bắt đầu từ năm 2021 này, môn khoa học tự nhiên của nhà xuất bản Giáo dục có bài Hệ mặt trời và bài Ngân Hà. Các tác giả có viết: Hệ mặt trời gồm mặt trời ở trung tâm và 8 hành tinh quay quanh là Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh ngân hà là một tập hợp hàng trăm tỷ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn trong đó có hệ mặt trời của chúng ta ngân hà có hình xoắn ốc với bốn vòng xoắn chính nhìn từ trái đất chỉ thấy một phần của một vòng xoắn ốc của ngân hà ngày nay người ta phát hiện được ngoài ngân hà còn có hàng tỷ các hệ thống sao khác như ngân hà được gọi chung là các thiên hà. Hệ mặt trời của chúng ta nằm ở rìa một vòng xoắn của ngân hà, cách tâm ngân hà khoảng 26.000 năm ánh sáng. Bác cho con hỏi mấy câu về vấn đề này. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Theo lời dạy của Đức Phật trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Phật lý Thiền Tông Việt Nam Thì tổ chức hệ mặt trời như sau Hệ mặt trời Đức Phật gọi là Tam Giới Được tổ chức Mặt trời ở giữa Bao xung quanh có bốn bầu hoàng đạo Và một bầu bảo vệ Bầu hoàng đạo một Có sáu hành tinh như trái đất mà chúng ta đang sống có 8 loài sống chung, gồm 1. Loài người, 2. Loài thần, 3. Loài thánh, 4. Loài tiên, 5. Loài ngạ quỷ, 6. Loài xúc sinh, 7. Loài địa ngục, 8. Loài thực vật. Danh gọi 6 trái đất 1. Đông Khắng Thần Châu 2. Tây Ngu Quá Châu 3. Nam Thiện Bội Châu tức trái đất chúng ta đang sống 4. Bắc Cô Lô Châu 5. Thượng Tu Di Châu 6. Hạ Diệm Quang Châu Phật tư để tạo ra trái đất có 6 thứ gồm 1. Đất 2. Nước 3. Gió 4. Lửa 5. Muối 6 điện từ âm dương Cháu muốn biết rõ tam giới Hãy xem bản đồ tam giới sẽ rõ hơn Còn những hành tinh làm vật tư có trong không gian Để sản xuất hành tinh như chúng ta đang sống Gồm có một Kim tinh gồm có Vàng, nhôm, thao, sắt, thép, gan, đồng, chì, kẽm, Thiết vân vân. Hai, mộc tinh, các loại cây. Ba, thủy tinh, gọi là hành tinh nước. Bốn, quả tinh, gọi là hành tinh lửa. Năm, thổ tinh, gọi là hành tinh đất, gồm có các loại đá, các loại đất, các loại cát, vân vân. Sáu, diêm tinh, gọi là hành tinh muối. Câu hỏi thứ 25 này Bác chỉ phân tích từng chữ Mà trong quyển giáo lý Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam Để cháu hiểu Chứ bác không dám có ý kiến gì Mục đích của Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam Có hai phần chính Một Giải thích rõ những gì ở trái đất này Dù là hữu hình hay vô hình Hai Giúp ai muốn thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất chứ không phải mục đích dạy người ở trái đất này để kiếm danh. Bác nói rõ, hệ mặt trời mà Đức Phật gọi là tam giới, một có sáu hành tinh giống như trái đất chúng ta đang sống. Hai có 39 hành tinh cũng có sự sống nhưng cấu tạo bằng điện từ âm dương. Tổng cộng một hệ mặt trời có 45 hành tinh có sự sống. Trong càng không vũ trụ này Đức Phật tính như sau Một tiểu thiên thế giới Có một ngàn tam giới Tức hệ mặt trời Một trung thiên thế giới Có một triệu tam giới Một đại thiên thế giới Có một tỷ tam giới Đem một tỷ tam giới này Nhân cho ba lần ngàn nữa Số ra này gọi là Tam thiên đại thiên thế giới mà đức phật sử dụng phật nhãn nhìn khắp trong càng khôn vũ trụ này có hàng hà xa số tam thiên đại thiên thế giới như vậy còn biên giới của càng khôn vũ trụ đức phật nhìn hoài mà không thấy biên giới của càng khôn vũ trụ nên đức phật gọi là vô biên giới còn loài người và vạn vật sống trong càng khôn vũ trụ này đức phật sử dụng phật nhãn nhìn lui về quá khứ hàng tỷ 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 năm mà đức phật cũng không thấy loài người và vạn vật sống ban đầu vì vậy đức phật mới gọi loài người và vạn vật sống trong càng không vũ trụ này là vô thủy cũng vô chung câu 26 thưa bác ở trường hợp công thức thứ ba là công đức ít phước đức nhiều ác đức nhiều bà thế lực là thần thánh họ tộc giằng co nếu trung ấm thân thật sự muốn trở về phật giới thì bất ngờ la lên một tiếng cho thật lớn buông thập loại thánh và họ tộc buông vị thần quản lý liền nắm trung ấm thân ném ra ngoài trái đất là trung ấm thân đã thoát ra ngoài tay của một thập loại thánh hai họ tộc nếu chưa ra ngoài trái đất 5 km Thì sẽ có các thập loại thánh theo làm hoa tiêu giả để dụ trung ấm thân Còn ra ngoài trái đất 5 km Thì các thập loại thánh không làm hoa tiêu giả để dụ trung ấm thân nữa Thưa bác, cho con hỏi Cái lực ném của vị thần quản lý sẽ dựa vào gì để quyết định trung ấm thân được ném ra khỏi trái đất? Còn trong khoảng cách 5 km thử thách của Thánh Và ra ngoài trái đất 5 km Không còn thử thách của vị Thánh Cháu xin chân thành cảm ơn bác nhiều ạ à. Bác Nguyễn Nhân trả lời Đây là nghề của Ban Thần Thực Thi Nhân Quả Các vị này nắm lấy chung ấm thân Nếu ném mạnh Thì ra ngoài trái đất 5 km Thì được an toàn Tự trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thấy hoa tiêu của vị Phật. Nếu ném nhẹ thì không ra ngoài trái đất 5 km thì bị thập đội thánh làm hoa tiêu giả dụ mình. Bác cảm ơn cháu đã hỏi. Kính thưa bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu Con tên Nguyễn Thanh Tùng đến từ tỉnh Kiên Giang là Phật tử chùa Thiền Tông Tân Diệu Con có 19 câu hỏi gửi đến bác, xin bác giải thích dùm Con xin cảm ơn bác và ban quản trị Câu 1 Bí kiếp Thiền Tông thì truyền cho Thiền Tông Sư Dạy Phật tử và Phật gia Thiền Tông sau này có được biết và học bí kiếp này không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 1 cho Nguyễn Thanh Tùng. Thế hệ sau này thì biết được, chứ thế hệ hiện tại thì không được. Thế hệ hiện tại, chỉ người nào được truyền thừa bí kíp thiền tông mới biết được mà thôi. Câu 2. Thưa bác, những người trị tiêu thiền tông khi bị siêu nhân quả xuống hầm lửa lớn, khi hết thời gian thì làm vi trùng ăn thịt thối không trở lại làm người được Vậy tánh Phật này làm sao trở về Phật giới được Chư Phật ở Phật giới có cách nào cứu tánh Phật bị siêu nhân quả này không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 2 cho Nguyễn Thanh Tùng Đã làm vi trùng rồi Mất khả năng mang thân và tánh người Thì làm sao trở về Phật giới được Gia đình của Đức Phật Thích Ca Bị nhân quả bình thường mà Đức Phật còn không cứu được Còn bị siêu nhân quả Thì thử hỏi có vị Phật nào cứu được Nhân quả của thế giới vật lý âm dương này Ai làm nấy nhận Không ai cứu được Kể cả Đức Phật Vì vậy khi Pháp môn Thiền Tông Được vị Phật cho công bố ra Ngài đã cảnh báo rất nhiều Cháu phải biết Đức Phật Thích Ca lập ra đạo Phật mà còn phải nhờ rất nhiều người giúp đỡ thì mới thành lập ra đạo Phật được. Chớ một mình Đức Phật cũng không lập đạo được nơi trái đất dính đầy tiền tài, danh lợi và địa vị này. Câu 3. Trong thân mỗi người đều có 6 thứ tánh, một là tánh người có 16 thứ bao trùm khắp châu thân, hai là tánh Phật làm nhân cho sự sống của tánh người và thân tứ đại. Ba là ở bên phải của con người có tánh thần và tánh thánh. Bốn là ở bên trái của con người có tánh cô hồn và tánh tiên. Thần thì quản lý nhân quả và thực thi nhân quả. Dạy tánh người, tánh thánh, tánh cô hồn, tánh tiên, suy nghĩ và hành động như thế nào thì tánh Phật phải chịu nhân quả như thế ấy, phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 3 cho Nguyễn Thanh Tùng. Cháu xem sáu hình này thì cháu biết tổ chức của một con người cấu trúc con người có sáu thứ tánh màu vàng tánh phật của ta màu cam tánh người của ta hành làm màu trắng chân thật không tham màu xanh thông thả an nhàn thảnh thơi màu xám ngã quỷ đó ơi thần đỏ nhân quả không từ một ai Câu 4. Thưa bác, nếu có những suy nghĩ xúc phạm đến Đức Phật và Pháp môn Thiền Tông mà người đó biết trong mình có tánh người hay tưởng và tánh cô hồn hay suối làm những chuyện xấu bậy, người đó biết vậy, không quan tâm đến vì đó là tánh người và tánh cô hồn là vậy. Như vậy, người đó có bị nhân quả gì không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 4 cho Nguyễn Thanh Tùng. Chó quan tâm hay không quan tâm làm gì Người nào tạo nhân quả Thì vị thần quản lý lo Đây là nhiệm vụ của các vị thần Thực thi nhân quả Câu 5 thư bác Dòng thiền tông từ Ấn Độ sang Trung Hoa Rồi cuối cùng đến Việt Nam Có 36 vị tổ sư thiền tông Thiền Sư Ni Đức Thảo Được gọi là tổ sư thiền tông thứ 37 Thời mạc tượng Pháp Vậy người công bố huyền ký tức pháp môn thiền tông và vị này tìm cách xuất bản giáo lý của pháp môn thiền tông này cho tất cả mọi người được biết sự thật tinh hoa của đạo Phật và nhân loại. Vậy vị này có phải là tổ sư thiền tông thứ 38 không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 5 cho Nguyễn Thanh Tùng. Cháu tu tù thiền tông đừng có tưởng tượng như vậy. Không nên. Câu 6. Người học thiền tông có cần học hết nguyên tắc vật lý của thế giới này không thưa bác? Hoặc là học thuộc những gì Đức Phật dạy về con người, vạn vật, tam giới, Phật giới, càng khôn vũ trụ, quy luật nhân quả luân hồi, rồi giúp lại những người nào muốn học pháp môn thiền tông này để thoát ra khỏi quy luật nhân quả luân hồi của thế giới này giống như mình. Vậy là mình đã tạo được công đức để lưu vào tánh Phật và cứ tùy duyên giúp một cách trong sáng như vậy là được rồi phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 6 cho Nguyễn Thanh Tùng. Cháu muốn làm giảng sư Phật học thì học hết. Còn muốn trở về Phật giới chỉ học và làm có 3 phần thôi. Gồm một Tạo công đức 2. Học đường về Phật giới 3. Ham muốn trở về Phật giới câu 7. Thưa bác, có phải Đức Phật và năm anh em ông Kiều Trần Như cùng bốn người bạn đồng tu đứng ra xin thành lập giáo đoàn đạo giác ngộ, tức đạo Phật phải không? Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 7 cho Nguyễn Thanh Tùng. Thái tử Bồ Tát thường hộ minh còn không đủ tư cách xin thành lập ra đạo Phật. Năm anh em ông Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu chỉ là đệ tử Phật làm gì có đủ tư cách này? Câu 8 Vị nào cho phép lập ra đạo Phật Có phải là vị thánh chủ thế giới không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 8 cho Nguyễn Thanh Tùng Thánh chủ trái đất quá nhỏ Không đủ tư cách này đâu Câu 9 Vị thần chủ thế giới có nhiệm vụ tiếp nhận tánh Phật từ Phật giới vào và các chung ấm thân từ 33 cõi trời và 6 nước cực lạc trở lại dòng tộc. Sau vị thần chủ và địa mẫu lại có nhiệm vụ dạy tánh Phật cách tạo công đức, thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu chính trong Nguyễn Thanh Tùng. Trái đất này, thần chủ trái đất và thần mẫu là chủ. Tánh Phật vào thì phải học lễ nghi nơi trái đất này. Đây là nhiệm vụ của các vị nhập gia tùy tục. Câu 10 Vị Thánh Chủ Thế Giới lập ra ba đạo Thần, Thánh, Tiên để loài người có sức mạnh bảo vệ gia đình và quốc gia, giảng sanh lên các cõi trời hưởng phước và sống nhà hạ. Sau vị Thánh Chủ Thế Giới và Thánh Mẫu lại có nhiệm vụ dạy tánh Phật cách tạo công đức, thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 10 cho Nguyễn Thanh Tùng. Cháu không hiểu ba đạo thần thánh tiên nên mới hỏi như vậy nghe những câu hỏi của bác trả lời để biết rõ thêm câu 11 vị tiên chủ thế giới và tiên bà hai vị này có chịu quy luật nhân quả và có tuổi thọ như loài thần không hay họ sống ngoài quy luật nhân quả như loài thánh sao có nhiệm vụ dạy tánh phật cách tạo công đức thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu 11 trong nguyễn thanh tùng các vị lãnh đạo không bị nhân quả trừ trường hợp vi phạm nhân quả câu 12 thưa bác trong suốt 49 năm dạy đạo Đức Phật độ được 15 vị vậy khi Đức Phật tịch diệt nhập niết bàn rồi thì những vị này có sẵn công đức để trở về Phật giới ở thời điểm đó hay luân hồi đến khi nào huyền ký được công bố ra rồi những vị này học được công thức và tạo công đức mới trở về Phật giới được Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 12 cho Nguyễn Thanh Tùng. Vị nào có công đức theo Đức Phật về luôn. Câu 13. Tánh thần màu đỏ, tánh thánh màu trắng, tánh người màu cam, tánh cô hồn màu xám đen. Vậy tánh tiên có màu gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 13 cho Nguyễn Thanh Tùng. Cháu xem hình sẽ biết. Cấu trúc con người có 6 thứ tánh. Màu vàng tánh Phật của ta Màu cam tánh người của ta hành làm Màu trắng chân thật không tham Màu xanh thông thả An nhàn thảnh thơi Màu xám ngạ quỷ đó ơi Thần đỏ nhân quả không từ một ai Câu 14 Thưa bác Một vị học được thiền tông Khi về được Phật giới rồi Vị này có còn quan tâm đến gia đình của mình không? Có giúp những người thân của mình biết và học pháp môn thiền tông này không? Thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 14 cho Nguyễn Thanh Tùng Đã trở về Phật giới rồi Tùy theo mỗi người Không ai biết được việc này Câu 15 Thưa bác Có phải sáu vị Thần chủ thế giới, địa mẫu Thánh chủ thế giới, thánh mẫu Tiên chủ thế giới, tiên bà bảo đảm và cho phép đạo Phật được dạy nơi thế giới này phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 15 trong Nguyễn Thanh Tùng. Sáu vị này quản lý làm gì có tư cách này mà chỉ trợ giúp thôi. Câu 16, thưa bác, pháp môn Thiền tông sau này được lưu hành rộng rãi và được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau. Nếu người ngoại quốc họ học được hành đúng lời Đức Phật dạy và tạo được công đức thì họ cũng về Phật giới được, không chỉ riêng người Việt Nam phải không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 16 cho Nguyễn Thanh Tùng Ở trái đất này, người nào có công đức đều được về Phật giới hết Nhưng phải có thứ tự thì vị Phật mới rước Câu 17 Bác có nói khi nào 11 quyển sách thiền tông được tái bản thì quyển giáo lý mới được xin xuất bản ra. Nếu 11 quyển sách thiền tông không được tái bản, thì quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam có được in ra để lưu hành nội bộ cho Phật tử thiền tông không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 17 cho Nguyễn Thanh Tùng Xuất bản chỉ 80% thôi Lưu hành nội bộ là những gì bác đã nói ra Câu 18 thưa bác số người được phong thiền tông sư và truyền bí kiếp thiền tông có quy định là bao nhiêu không? Hay người nào đủ tiêu chuẩn thì được phong thiền tông sư và truyền bí kiếp để nói dòng thiền tông, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 18 cho Nguyễn Thanh Tùng. Người nào có đủ tiêu chuẩn là phong hết, không giới hạn và được truyền thừa bí kiếp thiền tông. Câu 19 Tất cả các đạo ở thế giới này lập ra rất dễ, Riêng đạo Phật thì rất khó Là vì các đạo khác dạy đi hưởng phước Và còn luân hồi trong tam giới này Còn đạo Phật dạy con người thoát ra quy luật nhân quả luân hồi của trái đất này Từ một người bình thường một bước thẳng về Phật giới thành Phật Cho nên các vị Thánh không đồng ý Vì vậy đạo Phật mới khó lập ra phải không thưa bác Trên đây là 19 câu hỏi của con xin gửi đến bác Xin chúc bác và tập thể ban quản trị luôn luôn sức khỏe, con xin cảm ơn Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 19 cho Nguyễn Thanh Tùng Cháu trả lời đúng một khía cạnh nhỏ thôi Bác Nhân cảm ơn cháu hỏi 19 câu hỏi Và chúc sức khỏe bác Bác vẫn khỏe Bác Nhân Vị thứ ba Phật gia Nguyễn Văn Vũ Sinh năm 1980 Cư ngụ tỉnh Cà Mau Số điện thoại 0949 336-277 Có 13 câu hỏi gửi đến bác thiền gia sạn giả Nguyễn Nhân. Kính mong bác trả lời giúp con. Cảm ơn bác. Câu 1 Những người hay nói tiên tri, thì nhân quả của họ sẽ như thế nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 1 Cháu phải biết, những người tiên tri là do thập đội thánh giúp họ khi họ mất không bị nhân quả gì cả mà họ sẽ được vào sống chung tập loại thánh thôi câu 2 tác hại của việc uống rượu bia đối với người tu theo thiền tông bác nguyễn nhân trả lời câu 2 người uống rượu mà tu theo thiền tông thì không kết quả được còn như thế nào là do nhiễm rượu nhiều hay ít Không nói được Câu 3 Khi trái đất bị hư hoại thành bụi không gian Thì mặt trăng có còn tồn tại không thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 3 Khi trái đất bị hư hoại thành bụi không gian Thì mặt trăng vẫn còn tồn tại Câu 4 một a tăng kỳ kiếp là bao nhiêu năm? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 4. Một a tăng tỷ kiếp là 18.000 năm. Trong kinh thường nói 18 tầng địa ngục gọi là một a tăng tỷ kiếp. Câu 5. Người đã giác ngộ, họ đã biết sự thật của việc cúng kiến đốt giấy tiền vàng mã, nhưng vì họ làm nghề mua bán nên họ bán và hướng dẫn cho người mua cách cúng làm như vậy họ sẽ bị nhân quả như thế nào họ có bị coi là gieo mê tính dị đoan không bác nguyễn nhân trả lời câu năm phần nhân quả hay không là do mình mình làm mà không dính là không bị nhân quả mình làm mà dính là bị nhân quả Câu 6. Điện từ vật lý có ảnh hưởng đến sự hoạt động của những loài mang điện từ âm dương không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 6. Điện từ vật lý của con người đang sử dụng gọi là điện từ âm dương biến thể do con người làm ra. Còn điện từ âm dương là điện từ cuốn hút vật lý có tự nhiên trong trái đất, tam giới, càng khôn vũ trụ. Hai thứ này tương tác với nhau Chúng ta nói ra Nhờ điện từ âm dương trong vũ trụ Chuyển đi theo tiếng nói lớn hay nói nhỏ Chúng ta nói mà nhờ công suất của điện từ vật lý Tiếp chuyển đi nữa thì mới xa Điện từ âm dương trong vũ trụ Hỗ trợ cho điện từ vật lý để con người văn minh Câu 7 thuật dùng điện từ âm dương để đẩy tiếng nói đi xa ngoài đức phật ra thì ở thế giới này loài thần và loài thánh có làm được không bác nguyễn nhân trả lời câu 7 tất cả thân nào mang thân bằng điện từ âm dương thì đều sử dụng thuật đẩy âm thanh đưa đi xa được hết bằng tốc độ ánh sáng là 300.000 km trên một giây còn riêng đức phật thuộc đẩy tiếng nói đi gấp 4 lần ánh sáng, tức là 1 triệu 200 ngàn km trên một giây. Câu 8. Khi con người văn minh lên cao hơn nữa, họ có hồi sinh lại các loài đã được coi là tuyệt chủng như trong phim khoa học viễn tưởng không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 8. Khi con người văn minh cao hơn nữa, họ tìm được hạt lui thời gian cũng gọi là hạt quá khứ họ chế ra máy hồi thời gian cũng gọi là hạt quá khứ thì họ sẽ biết những gì thời gian đã qua cả hàng tỷ năm câu 9 trong nguyễn mộc có nói đức di lặc hiện đang ở nội viện cung trời đâu xuất quyển sách trắng dạy tuổi thọ của trời đâu xuất là một ngàn năm so với địa cầu và còn bảy ngàn năm nữa thì đức di lặc mới hạ sanh nơi cõi nhân gian này kính xin viện chủ giảng rõ xin cảm ơn bác nguyễn nhân trả lời câu chính cháu phải hiểu như sau người tu mà hưởng phước ở cõi trời đâu xuất cao nhất là một ngàn năm còn chúa trời đâu xuất thì sống hoài còn đức phật di lặc đã thành phật rồi hiện danh là Thái tử Thường An Cơ. Sau khi trở lại trái đất, được danh hiệu là Thái tử A Dật Đa. Thành Phật hiệu là Di Lạc. Câu 10. Chu kỳ của nền văn minh con người là 10.000 năm. Vậy, các nền văn minh khác như nền văn minh Maya, nền văn minh Kim Tự Tháp, thuộc nền văn minh nào? Sao nền văn minh nguyên tử thì còn nền văn minh nào cao hơn nữa không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 10 Trên thế giới này có ba nền văn minh mà nhiều người biết đến Như một Nền văn minh Maya ở Mexico, miền Trung châu Mỹ xây dựng trước công nguyên 1.000 năm Tức trước Đức Phật Thích Ca khoảng 500 năm hai nền văn minh kim tự tháp ở Ai Cập xây dựng thời Đức Phật Thích Ca còn sống khoảng 2560 năm. 3. Nền văn minh An Co Quát và An Co Thom xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Còn nền văn minh nguyên tử bắt đầu từ thời Đức Phật Thích Ca lập ra đạo Phật. Chính Đức Phật Thích Ca là người lập ra đạo Phật gọi là khoa học vật lý nhưng không phổ biến thời đó được mà phải đợi 2.561 năm sau mới cho công bố ra Đức Phật thích Ca có dạy sau khi như lai trở về phật giới 3.000 năm sau thì nền văn minh nguyên tử sẽ hủy diệt sự sống trên trái đất này con người sống trở lại đầu đá hiện nay Đức Phật thích Ca đã trở về phật giới được 2.564 năm rồi, tức còn khoảng 436 năm nữa, thì trái đất bị quỷ diệt, trở lại đầu đá. Hiện nay cơ quan NASA của Mỹ cũng báo trước có thiên thạch thật lớn bay về trái đất, khoảng 200 năm nữa là đến trái đất. Đây quả thật là trùng hợp với lời nói của Đức Phật Thích Ca trong Kinh Kim Cang như sau. Khi Như Lai trở về Phật giới 500 năm sau cùng Pháp môn khoa học vật lý này Phải được cho công bố ra Để cứu loài người không bị diệt vong sớm Bài cứu loài người và trái đất Đã được cho phổ biến ra rồi Câu 11 Thưa bác Công nguyên là gì? Năm đầu tiên của công nguyên là năm thứ mấy? Lịch công nguyên do ai đặt ra? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 11 Đạo Thiên Chúa được cả thế giới gọi là Đạo Công Nguyên Hiện nay người ta sử dụng danh từ trước Công Nguyên Tức danh từ trước Đạo Thiên Chúa lập ra ở trái đất này Năm đầu tiên của Công Nguyên này Là ngày Đức Chúa Giêsu Christ ra đời Lịch Công Nguyên do ông thu sĩ danh là Dionysus Auschwitz đặt ra gọi là lịch Julius khoảng thế kỷ thứ sáu. Câu 12 Có một số vị Phật gia chia sẻ là phải thấy tánh, sống với tánh Phật của mình mới giải thoát được. Vậy cho con xin hỏi, như vậy có đúng không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 12 Hoàn toàn sai, thấy bằng thánh Phật Chỉ người nào đứng ra lập đạo mới thấy được mà thôi Còn ngày nay người nào thấy tánh là do cô hồn giúp mình thấy đó Thấy tánh mà cô hồn giúp mình thấy thì mình là đệ tử của cô hồn Câu 13 Thưa bác, con thường xuyên nghe bác trả lời các câu hỏi trên mạng Con hiểu những gì bác giải đáp Con tìm mọi cách để tạo công đức và học thuộc đường trở về Phật giới Xong con chưa thấy được tự tánh Con chỉ hiểu trên văn tự Trong sách của bác viết ra thôi Như vậy cho con xin hỏi Cuối đời con có công đức Con có về được Phật giới không? Xin bác giảng rõ phần này cho con hiểu ạ à. Con xin cảm ơn bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 13 cháu muốn trở về phật giới chỉ cần thực hiện ba phần như sau một tạo công đức trong sáng hai cương quyết trở về ai rủ tu gì cũng không tu kể cả tu giả thoát ba học thông đường trở về phật giới cháu phải chú ý ở trái đất này cháu làm gì thì dính cái nấy cháu tu thánh thì thành thánh cháu tu thần thì thành thần cháu tu tiên thì thành tiên cháu tu cô hồn thì thành cô hồn cháu tu lừa tiền người ta thì bị làm hoa báo cháu tu mà bịa linh thiêng để lấy tiền người ta thì bị xuống địa ngục cháu chê chửi phá cướp tiền tông thì cháu xuống quả ngục trên đây là nhân quả của trái đất này đó Bác nhân tặng cho cháu mấy câu kệ Người ngu mới tu giải thoát Phật tánh thanh tịnh mà tu cái gì Muốn lìa thế giới cứ đi Đi học giáo lý có gì quý hơn Giáo lý dạy rõ trội trơn Kể gian vật chất Kìm chân mọi người Muốn về Phật giới phải thôi Thôi đi tất cả Luân hồi lìa ngay Thiền tông dạy rõ ban ngày Thế gian gian dối Bỏ ngay để về Quê xưa chốn cũ là quê Nhất bàn bảo sở là quê cũ mà Bác Nguyễn Nhân cảm ơn 13 câu hỏi của cháu Bác Nhân Con chào bác Chúc bác thật nhiều sức khỏe, bình an. Con tên là Chu Phú Ngoan, cư ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Con có một số câu hỏi liên quan đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Con xin hỏi bác, mong bác trả lời giúp con. Con xin cảm ơn bác. Câu 1. Ở phẩm tựa thứ nhất, trong kinh Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, lúc chưa xuất gia có 8 vương tử, người thứ nhất tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên vô lượng ý thứ tư tên bổ ý thứ năm tên tăng ý thứ sáu tên trừ nghi ý thứ bảy tên hướng ý thứ tám tên pháp ý thưa thầy tám vị vương tử trên có ý nghĩa như thế nào ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu một cho chu phú ngoan tám vị vương tử có ý nghĩa như sau một hữu ý Ý biết riêng tư của mỗi con người Hai Thiện ý Ý thánh thiện của mỗi con người Ba Vô lượng ý Ý suy nghĩ Không thể đếm hết được của mỗi con người Mà trong kinh thường nói Ý phát ra 84.000 suy nghĩ Bốn Bủ ý Ý tìm tám đường chánh của mỗi con người Gọi là bát chánh đạo năm tăng ý ý của các vị tu hành gọi là thánh tăng sáu trừ nghi ý ý trừ nghi của con người gọi là ý dẹp vọng tưởng bảy hướng ý ý tìm phương hướng để thoát ra nhân quả luân hồi hay sinh và bệnh chết tám pháp ý ý tìm phương pháp trở về phật giới Câu 2. Ở phẩm phương tiện thứ hai có câu kệ trong kinh, Đức Phật nói: Giả sử đầy thế gian đều như xá lợi phất, cùng suy chung so lường, chẳng lường được Phật trí, chánh xử khắp mười phương đều như xá lợi phất và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy chung so lường, cũng lại chẳng biết được. Thưa thầy, có phải ý Đức Phật muốn nói nếu khắp trong mười phương đều có trí tuệ như ngài xá lợi phất nếu suy nghĩ để tìm phật tánh của mình cũng không thể nào biết được phải không thưa thầy bác nguyễn nhân trả lời câu 2 cho chu phú ngoan đúng rồi đức phật dạy giả sử đầy thế gian này trí tuệ như là xá lợi phất cùng chung suy nghĩ cùng chung suy lường cũng chẳng suy lường được trí của phật cũng không hiểu được trí của Phật, tức Phật tánh biết. Giả sử khắp mười phương đều biết như Ngài Xá Lợi Phất, giả sử các đệ tử khác của Phật cũng đầy mười phương cõi, cùng chung suy si lường tánh biết của Phật, thì cũng chẳng biết được tánh của Phật biết. Câu này trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, sự hiểu biết của Như Lai như là lá cây trong rừng vậy còn những gì mà Như Lai dạy các môn đồ Chỉ là nắm lá trong tay của Như Lai thôi Câu 3 Cũng ở phẩm phương tiện Đức Thế Tôn nói bài kệ Thôi thôi chẳng nên nói Pháp ta dịu khó nghĩ Những kẻ tăng thượng mạng Nghe ắt không kính tin Dạ thưa Thầy Tăng thượng mạng là Đức Phật chỉ cho hai ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 3 cho Chu Phú Ngoan Tăng thượng mạng là những vị tăng. Tăng tu không tu chứng được gì cho là tăng tu đã chứng. Tăng tu không tu đắc được gì cho là tăng tu đã đắc. Tăng tu không tu chưa giác ngộ cho là tăng tu đã giác ngộ. Tăng tu không tu chưa giải thoát cho là tăng tu đã giải thoát. Câu 4 ở phẩm hóa thành dụ thứ bảy, đức Phật có nói đến ngài là vị thứ 16 chính là ta, là đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở cõi nước Ta Bà. Thưa thầy, có phải đức Phật nói ẩn ý số 16 là tánh người phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 4 cho Chu Phú Ngoan. Ẩn ý câu này đức Phật dạy: Như Lai sử dụng 16 thứ tánh con người làm phương tiện để dạy công thức giải thoát. Nhờ 16 thứ tánh người này mà Như Lai đưa ra nhiều ví dụ để các môn đồ nghe và biết những gì mà Như Lai dạy về Phật tánh và công thức giải thoát. Câu 5 Cũng ở phẩm hóa thành dụ, trong kinh có câu kệ Nói kinh Pháp Hoa này kệ nhiều như hằng xa Thưa Thầy, có phải Đức Phật muốn nói Hãy ai nhận được tri kiến Phật của mình cũng phải lưu sức ra kệ Nên Đức Phật mới nói như vậy phải không ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 5 cho Chu Phú Ngoan Khi pháp môn thiền tông được công bố ra Thì người ngộ thiền viết ra câu kệ rất nhiều Kể nhiều như các sông hàng vậy Câu 6 Trong phẩm hiện bủ tháp Đức Phật nói Lúc bấy giờ có tháp bằng bảy báo Dạ thưa Thầy có phải đức phật nói bảy chân như như trong sách thầy viết không ạ à? một đất hai nước ba gió bốn lửa năm điện từ âm dương sáu tánh phật bảy điện từ quan không ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu 6 cho chu phú ngoan đúng rồi khi thiền tông ra đời cốt yếu là dạy bảy chân như ở trái đất này gồm một thân người do duyên hợp có đất hai thân người do duyên hợp có nước ba thân người do duyên hợp có gió bốn thân người do duyên hợp có lửa năm thân người do duyên hợp có điện từ âm dương sáu thân người do duyên hợp có tánh phật bảy thân người do duyên hợp có điện từ quan mà trong kinh gọi là thất bảo tức bảy thứ quý. Câu 7, phẩm trì thứ 13 trong kinh sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác sau chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát. Dạ thưa thầy, trong kinh Đức Phật nói rõ như vậy, sao các thầy lại không nghe Đức Phật ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 7 cho Chu Phú Ngoan Trong kinh Đức Phật có dạy Sau khi Phật diệt độ Chúng con phải phụng trì Đọc tụng nói kinh này Vì đến đời mạt Pháp Cũng gọi là đời ác trượt Chúng sanh căng lành càng ít Nhiều kẻ tăng thượng mạng Tham danh Tham lợi Tham người ta phụng dưỡng Tham người ta cúng dường vì vậy mà cái ta càng lớn Vì vậy mà căng lành xa lìa các tăng tu Các tăng xa lìa đạo giải thoát Sở dĩ mà các vị tăng không nghe lời dạy của Đức Phật Là có các nguyên do như sau Một Đến đời mạt Pháp Giáo lý của Đức Phật dạy Các vị tăng mang đem đi đốt hết Hai Đến đời mạt Pháp Giáo kinh của Đức Phật dạy các vị tăng không chịu đọc ba đến đời mạt pháp giáo lễ của đức phật dạy các vị tăng không chịu hành bốn đến đời mạt pháp giáo luật của đức phật dạy các vị tăng không chịu nghe năm đến đời mạt pháp giáo điều của đức phật dạy các vị tăng không chịu nghe theo sáu đến đời mạt pháp tôn chỉ của đức phật dạy các vị tăng không cần biết 7. Đến đời mạt Pháp Cương lĩnh của Đức Phật dạy Các vị Tăng không cần hiểu 8. Đến đời mạt Pháp Nội quy của Đức Phật dạy Các vị Tăng không thực hiện 9. Đến đời mạt Pháp Bản cam kết của Đức Phật dạy Các vị Tăng tu theo Đạo Phật Không chịu đem ra sử dụng Vì chính nguyên do nói trên Nên các vị Tăng tu theo Đạo Phật ngày nay Chỉ tu theo Pháp môn Tứ Chánh Cần Gồm Cần một Cần tiền nhiều Cần hai Cần chùa to Cần ba Cần địa vị lớn Cần bốn Cần sang trọng Nên các tỷ tăng không cần nghe lời của Đức Phật dạy Trong kinh làm gì Nên các vị tăng quên làm theo lời Đức Phật dạy là vậy Câu 8 Cũng ở trong phẩm trì thứ 13 Trong kinh có câu kệ Các bọn tỳ kheo này Vì lòng tham lợi dưỡng Nói luận nghĩa ngoại đạo Tự làm kinh điển đó Dối lầm người trong đời Vì muốn cầu danh tiếng Mà giải nói kinh đó Chúng con vì kính Phật Đều nhận các ác đó Dạ thưa thầy Sao Đức Phật nói rõ như vậy Mà sao các thầy vẫn cho huyền ký là bị đạt Thưa thầy Chả nhẽ các thầy không tụng đoạn này chăng Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 8 cho Chu Phú Ngoan Đức Phật dạy đoạn này có bảy ý Đức Phật dạy ý một Đến đời mạt Pháp Các vị tỳ kheo chúng ta tôn kính Gọi là các vị tăng Còn Đức Phật gọi là các bọn tỳ kheo này Vì là đệ tử Phật Nên Đức Phật gọi gì là tùy ý Phật Đức Phật dạy ý hai Đến đời mạt Pháp Các vị tỳ kheo không ham tu Mà lòng tham lợi dưỡng Đức Phật dạy ý ba Đến đời mạt Pháp Các vị tỳ kheo không chịu học kinh của Phật dạy Mà ham học nghĩa luận của ngoại đạo Đức Phật dạy ý bốn Đến đời mạt Pháp Các vị tỳ kheo không chịu học kinh của Phật dạy Mà tự làm ra kinh điển để lường gạt người đời Đức Phật dạy ý năm Đến đời mạt Pháp Các vị tỳ kheo không chịu tu theo hạnh của Phật mà tu để cầu danh đức phật giải ý sáu đến đời mạt pháp các vị tỳ kheo không chịu giải kinh phật cho đúng mà giải kinh phật sai đức phật giải ý bảy đến đời mạt pháp có nhiều người kính phật giải kinh phật lại cho đúng nghĩa các tỳ kheo cho những người này là tà đạo người này cũng kiên nhẫn không màng đến tiếng chửi ác đó Câu 9 Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 Đức Phật nhắc đến 3 lần các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai Tại sao Đức Phật phải nói đến 3 lần như vậy thưa Thầy Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 9 cho Chu Phú Ngoan Đức Phật dạy người tu theo Đạo Phật Phải có 3 phần kiến thức Gồm Phần 1 Người này phải có trí tuệ thật sáng suốt Phần 2 người này phải tìm hiểu thật rõ ràng phần ba người này tuyệt đối không mê tín dị đoan khi người tu theo đạo phật mà có ba phần kiến thức này rồi thì ngày nào cũng lập đi lập lại ba lần như vậy để chi vậy khi người tu thuộc rồi thì pháp trần này nó hiện ra được ba cái lợi lợi thứ nhất các loài cô hồn không dụ mình tu theo đạo cúng đạo cầu đạo lại đạo sinh đạo làm nô lệ đạo làm phép đạo làm bùa vân vân lợi thứ hai không mất thời gian đi nghe mấy ông thầy giảng đạo tào lao lợi thứ ba không mất tiền vô cớ câu 10 thầy cho con hỏi trong kinh thường nói đến từ vô sanh pháp nhẫn là gì ạ à? vô sanh thì con hiểu không sanh còn pháp nhẫn là gì xin thầy khai thị cho con. Con xin cảm ơn thầy. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu 10 cho Chu Phú Ngoan. Vô sanh tức đến nơi không còn sinh tử, đó là nơi Phật giới. Pháp nhẫn tức nghe pháp môn giải thoát mà không kiên nhẫn nghe, đương nhiên phải bỏ nửa đường thì không trở về vô sanh được. Bác Nguyễn Nhân cảm ơn cháu hai phần: một, cháu hỏi thăm sức khỏe bác, bác vẫn khỏe; hai, cháu lấy những câu trong kinh Diệu Pháp liên qua hỏi bác. Đây là quyển kinh gọi là Phật Bảo của đạo Phật. Nếu độc giả nào có thắc mắc về pháp môn thiền tông học này thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau. Số điện thoại 1 0792 400 843 Nhận câu hỏi thiền tông 1 Số điện thoại 2 0878 912 953 Nhận câu hỏi thiền tông 2 hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông 2013 gmail com Về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau. 1. Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về pháp môn thiền tông học này. 2. Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng. 3 kèm theo tấm ảnh màu 4 x 6cm. 4. Những câu hỏi hay được Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng thiền tông.com để nhiều người biết. Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu